Dạ vâng, em Khả Năng Ô Tô xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ Khả Năng Ô Tô, địa chỉ An Lão, Hải Phòng đây. Số điện thoại của em 0326062789 hoặc Zalo 0936405926. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người thời gian vừa qua đã luôn luôn ủng hộ đồng hành cùng Khả Năng Ô Tô. Đấy, rất nhiều những chiếc xe đã được bán cho bà con từ 2 đến 16 chỗ anh em nhé. Đây 16 chỗ kìa. Hai chỗ này, rất là nhiều xe luôn. Đó. Vậy thì anh em nào muốn mua dòng xe nào hay muốn bán dòng xe nào, cứ việc liên hệ trực tiếp với Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789 để sở hữu những mẫu xe mình yêu thích. Ngày hôm nay thì em có đi review cho mọi người một chiếc xe 2 chỗ đấy ạ. 2 chỗ đời 2012, nhập khẩu nguyên chiếc, đăng ký lần đầu 2013, biển Hà Nội, tên tư nhân, một chủ từ mới nhá anh em nhé. Số tự động, máy eco, số dích rắc, máy eco nhá. Đó. Đây, biển D 29D02893. Tức là dòng 2 chỗ nhưng mà người ta đã chế ghế đằng sau có thể ngồi 5. Rất phù hợp cho các bác nào làm công an hay anh em nào làm những ngành gì mà anh em đi mà chở 5 người mà xin được ấy. Đấy, nói thật với anh em là cái này thì nó chỉ là thông tin nội bộ thôi. Đấy, bác nào mà có quan hệ tốt thì chở 5 người là bình thường, không thì ghế sau người ta gặp ra làm một cái sàn để làm cái biển đi, anh em chở hàng quần áo chị em phụ nữ đi chợ này. Đấy, nhà đã có xe rồi muốn mua thêm một chiếc nữa thì đây là một chiếc xe rất là phù hợp cho bà con cô bác anh chị em để là mua về làm xe gia đình. Đấy, rất là đẹp luôn, số tự động, máy dích rắc, số đời 2012, đăng ký lần đầu 2013 nhé, tên tư nhân, biển Hà Nội và bao rút hồ sơ là 220 triệu, nhập khẩu, hàng nhập khẩu thì bao giờ nó cũng chắc lịch hơn, chắc hơn rất là nhiều so với những hàng trong nước, và nó là hàng xe nhập khẩu và số tự động đấy nhá. Số chỗ ngồi thì 2 chỗ ngồi là chính thức là được phép 2 chỗ ngồi. Còn 3 chỗ đằng sau thì anh em có thể chế có chế ghế rồi anh em có thể ngồi, nhưng mà công an người ta sẽ không cho phép ngồi đâu. Nhưng mà nếu mà các bác quen biết quan hệ tốt thì có thể là mua chiếc này về anh em hoạt động như một chiếc xe 5 chỗ là bình thường. Đấy, bảo sao rất phù hợp cho các bác làm trong ngành. Đấy, anh em phù hợp lắm. Xin được thì anh em nên đi dòng này, quá là ok luôn. Hoặc là chị em phụ nữ đi mua hàng, mua quà, mua đồ, mua đạc, hay là mua những cái đấy dòng sản phẩm như quần áo về bán này, giày dép về bán, chở đồ, chở hàng, quá ok luôn. Đi giao hàng, ship hàng, đấy, rất đẹp luôn. Sơn xi thì màu bạc căng đét rồi, không cần làm gì thêm. Kia Morning nhập khẩu, bản số tự động, máy eco, số dích rắc, đấy, tiết kiệm nhiên liệu. Dòng này xăng chỉ rơi vào tầm hơn 6 lít trên 100km một tí thôi. Rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Gầm bẹ chắc lịch, không kêu, không rung giật, máy zin, số zin. Đấy, xe rất là đẹp luôn, cho bà con về anh em làm ra xe gia đình. Keo chỉ không mất một phần nào, xe rất là đẹp. Dòng này thì chắc chắn là không làm taxi dịch vụ được rồi, nên là lúc nào nó cũng đẹp và cứng. Vậy thì anh em nào thích cái dòng xe van này, xe bán tải van 2 chỗ, đã lưng độ ghế có thể ngồi đến 5 người rồi, thì anh em liên hệ trực tiếp Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789 để sở hữu mẫu xe Kia Morning Van đời 2012, đăng ký lần đầu 2013, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, tên tư nhân, biển Hà Nội, máy tự số tự động, dích rắc anh em nhé. Đó, quay cho bà con cùng ngắm này. Đăng kiểm tháng 10 năm 2020, xi nhan gương đầy đủ rồi, 4 lốp mới cứng nhá. Đấy, sơn xi căng đét. Anh em nào về làm xe gia đình có thể liên hệ trực tiếp Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789 sở hữu chiếc mẫu xe này. Giờ em sẽ đi vào review cái phần nội thất bên trong cho bà con cùng ngắm. Nội thất bên trong đây, cánh cửa có đèn lẹp này, có cả cái vẻ mưa rồi. Đây. Đấy, từ 22 nhập khẩu thì nội thất hai màu. Đấy, rất là đẹp, keo chỉ zin cả xe nhé. Keo chỉ zin cả xe luôn. Đó, anh em nhìn này, zin đét luôn nhé, không hề mất phần nào luôn. Zin cả xe. Đây, vô lăng thì có túi khí phanh ABS. Túi khí này, phanh ABS 4 bánh, tắp nô tắp ni rất là đẹp luôn anh em nhìn nhá, như mới luôn nhá. Có dán thêm cái tấm chống nắng ở trên này rồi, anh em có thể bóc ra hoặc là anh em có thể để dùng thoải mái luôn. Màn hình theo xe nhá, đây màn hình xe nhập theo xe này, màn hình tích hợp rất nhiều cái, thì em sẽ cùng review cho bà con. Và em sẽ cho mọi người xem cái phần nỉ trần này, nỉ trần nguyên bản theo xe này, cực kỳ mới và đẹp luôn, sáng bóng, đèn trần đây anh em nhìn thấy chưa, không ta kinh doanh taxi dịch vụ gì. Xe thì nội thất thì màu đen đó, đây nội thất thì bọc da mới cứng màu đen, vô lăng khô da này rất là đẹp, sạch đẹp luôn, không cần làm gì cả, đổ xăng và chạy, keo chỉ không mất phân nào,
cam kết với các bà con là gầm bệ cực kỳ chắc luôn. Xong xe nhập khẩu thì cánh đằng sau hay là hay dùng cánh quay tay. Đấy, em nhìn thấy chưa, cánh quay tay này đấy, nhập khẩu này, keo chỉ không mất phân nào nhé, cam kết là không có tai nạn, không có đâm đụng ngập nước, biết sẽ bán trực tiếp cho bà con nhân dân luôn. Cột kèo nguyên zin này anh em nhìn thấy không, nguyên zin luôn, có màn hình cam đùi, đây là dây màn hình cam đùi người ta đấu tắt vào đây rồi. Đó, rất là đẹp luôn, không cần làm gì nhá, chỉ việc đổ xăng và chạy thôi. Xăng thì tầm 6,5 lít/100 km, 6 lít, số tự động mà, 6 lít/100 km. Đây đây anh em này, rất là đẹp, keo chỉ zin cả xe luôn, zin đét luôn, keo chỉ zin xe rất là đẹp. Đây là hàng ghế sau được chế độ nhé. Đó, nếu mà mọi người không thích thì có thể ngả ghế ra là nằm ra này. Đấy, nó không khác gì một chiếc bán tải van nhé. Đấy, rộng rãi, có thể hạ ra, có thể nắp lại. Rất là đẹp, chế ghế rồi, bà con nhìn thấy chưa? Đấy, có thể hạ này như này, thành một chiếc xe bán tải. Còn anh em có thể lưng độ lên, lưng lên như này. Đấy, như này phát lại thành một chiếc xe 5 chỗ bình thường, có thể ngồi được 5 người nhé. Đấy, thì bà sao em bảo nói rất phù hợp cho anh em nào làm trong ngành hay là quen biết rộng thì có thể xin được, thì đi xe cũng khá là an tâm. Đó, đây keo chỉ cánh cửa tiếp theo này cũng zin 100% này anh em nhé, zin 100% luôn, không mất phân keo chỉ nào, xe rất là sạch đẹp, không lỗi nhỏ. Cam kết viết giấy bán trực tiếp cho bà con là không taxi dịch vụ gì bà con nhé, nên bà con hoàn toàn yên tâm thôi sở hữu mẫu xe này với mức giá rất là ok. Đây keo chỉ cánh cửa zin này, zin 100% luôn, rất là đẹp, sạch đẹp, sẵn bán rồi. Em sẽ thay đổi máy trước này lên, xong rồi xem máy móc như nào. Đây nha bà con. Đó, túi khí phanh ABS đi chuẩn 7 vạn này. Đó, anh em nhìn máy eco chưa? Có chữ eco ở trong này. Đấy. Eco khi anh em đạp ga lên nó chuyển thành màu đỏ này. Đạp mạnh thì nó chuyển thành màu xanh màu đỏ khi anh em mình đi đấy. Đó, máy gầm rất là ngon luôn, màn hình này. Non stop. Âm thanh chất lượng luôn, cực chất luôn. Rất là chất lượng này, điều hòa mát. Điều hòa ra rất là mát luôn, mới giá có 220 triệu thôi. Đời 22, đăng ký lần đầu 23. Tên tư nhân biển Hà Nội luôn. Rất là có giá trị. Chiếc xe này rất là phù hợp công việc của chị em phụ nữ, hoặc là anh em nào buôn bán. Đó. Hoặc là những anh em nào mà có ý tiền một chút thì muốn mua số tự động mà van hai chỗ thì đây là cái chiếc xe phù hợp cho bà con cùng đi. Đây là số zích zắc nha, số zích zắc này, đấy, số zích zắc đây này, đấy. Củ số vô lăng rất là đẹp, không hề mòn gì, máy móc thì zin luôn, không có ba quẹt đâm đụng gì. Đây là cam kết viết giấy bán trực tiếp cho bà con được, anh em hoàn toàn an tâm nhé. Đấy, cửa đã đóng hình phịch anh em. Cơ 1.0 vừa mới về thì anh em nhìn này, cái phần keo chỉ cabo này anh em zin 100% nhé. Ốc lỗ kỹ thuật này cực kỳ nét luôn, rất là nét và đẹp. Đấy, anh em nhìn này, nét căng và đẹp luôn, không hề lỗi nhỏ nhé. Cam kết là bà con biết giấy bán trực tiếp cho anh em là không một lỗi nhỏ luôn. Đây, về phần đầu răng sắt xi anh em có thể nhìn qua này. Đó, khoang máy hoạt động động cơ 3 máy 1.0 nhập khẩu. Đây là máy số chân số còn rất là zin này, sơn đẩy màu đầy nguyên hết. Đó, máy nổ cực kỳ êm nhá, vì cách nhiệt còn nguyên này. Tai đèn hai bên còn ẩm sóc, không hề han mòn một chút nào luôn. Đầu răng sắt xi anh em có thể ngó phát thế luôn này. Quay lại cho bà con, máy nổ cực kỳ êm nhá. Nó rất đẹp, số tự động. Như vậy thì vừa rồi Khả Năng Ô Tô đã review cho mọi người xong một chiếc xe Kia Morning van nhập khẩu nguyên chiếc đời 2012, tên tư nhân biển Hà Nội, đăng ký lần đầu 2013. Chắc là một chủ thử mới thôi anh em ạ. 4 lốp rất là đẹp, mới cứng, đi chuẩn 7 vạn, không taxi dịch vụ gì, số tự động, máy eco, xích số zích zắc. Đăng kiểm tháng 10 năm 2020, sơn xi, keo chỉ, cột kèo đầu đít là zin đét 100% luôn.
biết thì bán trực tiếp cho bà con, không taxi dịch vụ. Đấy. Bao test hãng cho bà con luôn nhé. Đấy, xe rất là đẹp, máy zin, số zin. Cảm thấy chắc nịch luôn. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi clip của em. Xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip sau. Anh em nào muốn mua xe hay em muốn bán xe, liên hệ trực tiếp Khải Đăng qua số điện thoại 032 60 62 789. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.